Khi ba tôi là người giàu nhất thế giới, phần 33. Alo Tiểu Cường, hôm nay mày đã tiêu hết tiền chưa? Sao bây giờ mày vẫn chưa chịu về nhà được hả con? Ba ơi, con đang ở trong phòng khách nhà mình nè. Hôm nay con vừa mới lái chiếc Ferrari qua khỏi cửa thì xe hết xăng mất, nên bây giờ con phải đi bộ tới tìm ba nè. Cái phòng khách nhà chúng ta rộng đến cả 100 triệu mét vuông, mày đi bộ chắc phải tốn cả ngàn năm mới gặp được ba mày quá. Vậy con phải làm sao đi ba? Mày gọi cái định vị cho tao đi. Thôi kệ thư ký Annabelle lấy phi tiền tới rước mày. Dạ, thì con đến đây đợi thư ký Annabelle. Later. Tiểu thư, con ở đâu? Em ở đây. Later. Tiểu thư à, sau này cô đừng có đi lung tung nữa. Ông chủ chỉ có một mình cô. Gia tộc nhà chúng ta cần phải dựa vào cô để đi tiêu tiền nữa. Thật cái anh là bê bê à, chị đừng có nhắc đến tiền nữa. Hôm nay em đến ngân hàng, cô có chút xíu tiền mà cũng làm ngân hàng phá sản rồi. Hả? Cô rút bao nhiêu? Chỉ có 100 triệu tệ chứ mấy. Chút tiền này cũng chỉ là tiền tiêu vặt mỗi ngày của cô thôi mà. Cái ngân hàng này cũng nhỏ quá rồi đó. Đúng vậy. À đúng rồi tiểu thư, cô rút 100 triệu tỷ ra làm gì vậy? Em đem tiền để giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Hôm nay em đi bộ trong phòng khách nhà chúng ta, gặp một ông lão rất là nghèo luôn. Mỗi ngày em ấy kiếm được chưa tới 100 tỷ. Với số thu nhập đó thì là người nghèo nhất xóm chúng ta rồi. Nên em đem hết số tiền của em quên cho ông rồi. Vậy ông đó tên gì? À, ông nói ông tên Bill cái gì đó. Bill?